Rồi, cái thứ hai là bây giờ chúng ta sẽ kết nối cái cần điều khiển này với lại cái cục Smart Hub này như thế nào nhá. Cái cục này thì bây giờ mình sẽ tắt cái cục này đi trước. Rồi. Cách kết nối thì rất là đơn giản thôi, đó là chúng ta có 4 nấc này. 1 2 3 4 ở đây này. Và đối với lại nấc đầu tiên nó sẽ là cái trạng thái gọi là trạng thái tắt. Thế thì bây giờ nếu mà mọi người muốn kết nối nó vào nhá thì mình sẽ dùng là mình sẽ tắt vẫn tắt cái này trước nhá, mình sẽ bật, ví dụ như bây giờ mình bật cái chế độ là 1 này. Mọi người sẽ nhìn thấy đèn của nó nháy là 1 lần 1 đúng không? Thế thì bây giờ cái này thì nó sẽ là mình bật lên một cái. Mọi người có thấy nhìn cả hai cái nó sẽ cùng với giống nhau đúng không? Là nháy cùng một lúc đúng không? Đó, thì lúc đấy thì cái này nó đã kết nối với lại cái cục Smart Hub này và nó bắt đầu điều khiển được nhá. Đây mọi người nhìn này. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Nhưng mà đương nhiên là nếu mà kết nối theo kiểu như thế này thì mình sẽ không điều chỉnh được tốc độ của cái motor nhá mọi người nhá. Nó sẽ là chạy hết toàn bộ đấy. Đó, tương tự như thế thì ở bên này. Đây. Đó. Đó, thì đấy là hai cái motor này cũng đã đều chạy cả. Đó. Thì mọi người nhìn này. Đó, thì đấy là như thế nhá. Thế bây giờ nếu mà mình chuyển sang số 3 và số 4 thì sao? Số 3 và số 4 thì hai cái này nó sẽ không di chuyển. Mọi người nhìn này. Mọi người nhìn thấy mình bấm này, mình bấm các thứ các kiểu luôn nhưng mà đều không được này. Lý do vì sao? Lý do vì nó đang không kết nối. Thế bây giờ muốn kết nối sang số 2 chẳng hạn thì mọi người như nào? Thao tác mình lặp lại để cho nó kết nối dễ nhất nhá. Đó là mình tắt cái này đi. Rồi mình nhấn một nút một chút thôi, thế nó tắt đi. Thế thì bây giờ mình tắt cái này đi và mình bật lại ở cái này là số 2 trước. Đây, nó sẽ kiểu nháy hai lần. Rồi mọi người nhìn thấy không? À số 3, đây là số 3 nhá mọi người nhá. À, nó sẽ nháy hai lần. Thế bây giờ mình chỉ cần bật cái này lên. Đó. Thế là cả hai cái nó cùng nháy hai lần đúng không? Và bây giờ mình sẽ điều khiển theo kiểu như thế này. Đó. Thì đây là cái cách kết nối đơn giản nhất và nó kiểu nó tiện. Đấy thì mình hướng dẫn mọi người cách kết nối đơn giản nó sẽ là như thế nhá. Cái này được một cái là nó có thể kết nối 4 motor và 4 motor đấy hoạt động độc lập. Cho nên là nếu mà ở trong những cái mô hình mà mình dùng nhiều motor ấy, nào là cần cẩu, một cái xe cần cẩu đang đi tiến lùi, xong rồi mình thêm một cái cục nhận cục motor nữa để làm nhiệm vụ là nâng lên hạ xuống cái cần cẩu đúng không? Xong rồi lại có một cái cục khác nó làm nhiệm vụ là duỗi cái máy xúc ra chẳng hạn, thì bốn cái này sẽ làm rất là hiệu quả nhé. Thì cái này thì mình đây là mình nói mọi người, tức là ví dụ như bây giờ mình có 4 cái motor thì mình đều điều khiển được nó một cách tách biệt, dẫn đến là có 4 cái hoạt động độc lập. Ví dụ như là một cái máy xúc có 4 cái chức năng là gì? Một cái motor làm nhiệm vụ tiến lùi cua, được chưa? Một cái motor làm nhiệm vụ một motor làm nhiệm vụ tiến lùi này, một motor làm nhiệm vụ cua này. Thế là chúng ta có một cái xe ô tô rồi đúng không? Thế bây giờ cái máy xúc này nó sẽ làm cái gì? Cái máy xúc này nó còn múc lên nữa đúng không? Thì mình có một cái motor làm nhiệm vụ là nâng lên hạ xuống cái cần xúc và một cái motor làm nhiệm vụ thực hiện cái động tác xúc, thì bốn cái này đều có thể hoạt động độc lập được. Và cái này nó sẽ làm cho chức năng của cái đấy nó dễ di chuyển, nó dễ dàng nhá. Thì đấy là một vài lời của Einstein khi mà gọi là trải nghiệm với lại cái cục motor điều khiển như thế này. Còn nếu mà sử dụng app bằng điện thoại ấy, thì có một cái đây mình ấy lại. Rồi bây giờ nếu mà sử dụng app bằng điện thoại ấy, thì có một cái là đó là chúng ta sẽ làm được một việc. Đây khi mà sử dụng app bằng điện thoại, đây mình kết nối vào đây. Đó. Thì lúc này thì app điện thoại nó sẽ không có nhận tín hiệu đâu nha mọi người nhá. Lý do vì sao? Rất là đơn giản thôi, bởi vì mình đang kết nối với lại cái cục này mà nó sẽ chỉ nhận được một thứ một lúc thôi. Thì bây giờ mình phải tắt đi. Ok chưa? Thì lúc đấy thì mình sẽ bắt đầu kiểu mình tắt hẳn cái này đi cùng một lần nữa. Đó, mình tắt hẳn cái này đi một lần nữa. Rồi. Thế xong rồi mình bật cái này lại trước. Đó. Và mình bật lại cái này. Rồi. Rồi, thế thì bây giờ đó, mọi người nhìn thấy chưa? Thực ra thì cái này nếu mà không có người hướng dẫn thì chắc bố mẹ mần cũng khá đấy. Đây là mình kiểu mần làm, mình chơi thì mình mới biết thôi. Thì cái này thì là nếu mà có app bằng điện thoại thì nó có một cái chức năng nó hơn được ấy. Thì đó là cái gì? Đó là cái việc là mình điều chỉnh được tốc độ. Đấy, mọi người nhìn thấy cái xoay vòng đấy không?
Đó, đó, mọi người nhìn thấy không? Và cái này nó sẽ khá là hay ho trong cái việc mình điều chỉnh tốc độ cũng như kiểm soát cái con robot mà mình tạo ra nhá. Thì đây là một chút review nho nhỏ của Einstein về cái đồ này. Cảm ơn mọi người xem nhá.